Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của bạn Kim Minh. Như đã hứa với bạn đây đến từ Tây Ban Nha, đó là bạn Rick Tân và bạn Mossack. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với nhân vật F và sử dụng một skill khác. Thì ở video trước mình đã sử dụng nhân vật F với skill là tiếp shot. Đây chính là nó, mình sẽ cho bạn nhìn thấy. Đây là skill tiếp shot. Và ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với nhân vật F với skill multi shot. Đây multi shot. Và ở multi shot ở season 16.1 là season mình đang chơi, thì sau khi tăng bản 3.4 thì 3 skill down của em đó là 212. Và đây là hình ảnh bên ngoài của em đó khi lệnh skill. Thì với thất bại lần trước với skill tiếp shot, khả năng gây đam cực kỳ tệ. Ngày hôm nay chúng ta hãy build lại với nhân vật F multi shot để xem khả năng gây đam của em nó ra làm sao, và khả năng đi tên của em nó có ổn hay không, hay là em nó chỉ có thể đi book đi làm một cái nhân vật phụ trong team mà thôi. Thì để quay trở lại với nhân vật F ngày hôm nay, ta hãy bắt đầu với một nhân vật khác và bảng C. Thì ở bảng C mình cũng đã tăng sẵn. Thì ở bảng C mình đã tăng sẵn cho anh em để tránh mất thời gian của anh em. Hy vọng là anh em thích kiểu quay video này của mình. Thì đối với tên chúng ta chỉ có thể tăng là 297 và AG là 2321. Còn NE và năng lượng và máu thì chúng ta sẽ không tăng. Tại sao chúng ta lại tăng 297 và tên? Đây chính là lý do mình sẽ show cho anh em thấy các cái vũ khí của F trên season 16. Đó chính là một cái cung khi mà chúng ta cộng 15 lên. Thì stand sức mạnh yêu cầu của em đó là 261, AG là 1410 điểm. Và ở bên này cái mũ chúng ta yêu cầu là 264 sức mạnh và nhanh nhẹn là 515. Đối với cái áo thì ở đây sẽ có một điều khác biệt so với các nhân vật khác. Thì ở đối với các nhân vật khác thì cái phụ mà item là vật phẩm và yêu cầu cái sức mạnh cao nhất là cái vũ khí, nhưng mà đối với F thì là không phải. Đối với nhân vật F thì chúng ta có yêu cầu để sức mạnh đến 297, trong khi cái vũ khí chúng ta chỉ là 261 mà thôi, nên anh em lưu ý. Và cái quần cũng tương tự, cộng 15, đây gần như là mắc đồ luôn rồi. Đây, cái tay cũng là cộng 15 và sẽ là 1002, sẽ mang cái code của mình. Ngoài ra mình còn sử dụng thêm một cái wing bot là wing bot lúc, nhưng mà ổn thì rất là Sida và tất nhiên là phải cộng 15 và chưa khảm được ổn 11 cho Win. Đây cũng là một thiệt thòi cho em đó. Ở bên cái nỏ thì sao? Với cái nỏ mang 20 thì sức mạnh yêu cầu là 253, thấp hơn cái áo và cái cung. Và AG cũng tương tự 1394. Ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm một cái ring Agony. Ring này là ring mắc, gần như là mắc luôn nha nhé. Vì là auto HP, tự động hồi HP là nó hơi thấp tí, chỉ là 1%. Mình sẽ sử dụng thêm một cái nhận phong thủy để gây đam tối đa có thể, và một cái ring pro. Và mình sẽ sử dụng kem Lyra và tất nhiên là Putnik. Ở video trước thì mình đã sử dụng Putnik, nhưng mà khả năng gây đam quái của em nó rất là tệ với skill tip shot và ngay có thể chết ngay ở cả cái mạng cao nhất là mạng đền thờ và Temple of Anil. Thì đây 10-10-10 luôn, Putnik của em nó tầm 10-10-10, không có gì để phải chê nữa cả. Và ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm một cái con ngựa season 15-15-14 là đã có ngựa rồi, season mình đã rồng, nhưng mà hiện tại mình chỉ cho em nó mang ngựa mà thôi. Thế với cách tăng điểm như này thì và bảng C thì chúng ta sẽ có là cái đam 66 này, excellent đam lên tầm 50%, được của đam lên tầm 2 và tip shot, tip play, tip đam này. Tỷ lệ tip đam nghĩa là bạn có phát ra 3 đam giống nhau ấy nhé, thì nó sẽ được ảnh hưởng một cái áo quân nhé, cái set này, cái đồ này, nó sẽ có dòng là đâu đây. Đây, tip đam, property increase 8%, đó, đây là mũi tên đấy, mình làm edit ở video mình nhìn mũi tên cho anh em thấy. Và xuyên giáp tầm 16.8% này, anh em này, nó xuyên giáp khá là cao nha. Này đám áp sốc này đám hấp thu đi 73%. Con sung xuống thì khoảng là có mana siêu là trên tầm 80-89 đấy, rất là cao. Nên khả năng quái gây đam cho sung là rất là ít, nhưng mà đối với em thì khá là lớn nhé. Ở đây thì mình chưa tăng cánh hoa quả, nên anh em muốn có thể tăng thêm hoa quả cho em nó. Và chúng ta hãy đến với Master 3. Đối với Master 3 của em đó thì mình sẽ có sửa đổi một chút so với skill tiếp shot, là mình sẽ build lại phần mắc đam rồi, đam tối đa có thể với 10 điểm giảm khả năng hư hỏng trang bị, 10 điểm hồi mana, 10 điểm hồi trả máu và 10 điểm hồi AG để tránh hiện tượng em đang bắn nhanh quá từ AG
không có AG để mà chúng ta có thể sử dụng skill. Và mình tăng max 20 điểm vào khả năng phòng thủ của em đó và 10 điểm vào khả năng phòng thủ thành công. Còn đối với 10 điểm khi mà sử dụng đầy đủ set bao gồm cả mũ, áo, quần, tay và chân thì sẽ được tăng 41, cao nhất 39 đẹp. Thì đây là ô để bắt buộc thì chúng ta mới có thể tăng max 20 AG và 20 skill. Ở các ô chuyện này, hiện tại mình sử dụng Win 4 nên nếu như mà tăng vào ô Win 3 này, hai ô Win 3 đẹp và đam này thì sẽ không có tác dụng nha nhé. Lưu ý anh em, mang Win 3 thì hai ô này mới có tác dụng, và Win 4 thì không. Kèm theo đó, block sell hay là tăng khả năng phòng thủ ở thiệt cũng như là đẹp cơ bản, đẹp basic thì mình sẽ không tăng vì nó rất là kỷ niệm khi mà chúng ta đi PVM, nhưng mà PVP nó là một điểm khác nha nhé. Quay trở lại với bảng skill, bảng số 2, bảng blue, xanh thì chúng ta chỉ tăng 10 điểm attack success rate. Tại sao không giống như nhân vật sum? Ở sum thì chúng ta sẽ tăng mất 20 điểm ở skill quẩy rồng. Tại vì đối với nhân vật F của chúng ta, đây, chúng ta khi tăng 10 điểm mà chúng ta có tấn bao nhiêu này? 10.000 điểm attack success rate thì về tấn công phòng thành công, nhưng mà tấn công quái vật rất là cao nên chúng ta không cần phải tăng thêm nữa. Ngoài ra chúng ta sẽ phải tăng lên 10 điểm hit shot, là hit shot Macari để có thể tăng được các ô tiếp theo. Ở đây có một lưu ý bắt buộc là anh em sẽ phải tăng multi shot scanner 10 điểm nhé, đây là ô bắt buộc. Mình sẽ tăng max 20 máu. Ở đây có một lưu ý là tại sao chúng ta lại tăng max 20 điểm Macari, cũng như hồi nãy mình nói mình muốn max đam và đam tối đa có thể luôn, không phải là build kiểu BD lượng nữ vừa đép vừa đam, mà mình sẽ build phần đam luôn, đã là mặc đồ là phải chơi phần đam của máu anh em. Và với bảng tấn công thì 10 điểm attack PVP công với người thì chỉ là 10 điểm để bắt buộc. Ở đây mình sẽ tăng 20 điểm cho mặt đam khi mà sử dụng cung, bên này là nỏ và bên này là thiên nhé. Nếu như con nỏ thì có thể sử dụng bên này, nhưng mà nỏ thì nó không có rút nên chúng ta chỉ phải tăng vào bông hơn, cung hơn. Ở đây thì có 3 sự lựa chọn: mana, hồi lại SD và hồi lại máu. Nếu đối với PVM đi trên quái thì chúng ta chỉ cần là tăng vào máu mà thôi. Ngoài ra mình sẽ tăng 20 điểm vào Arrow Stanger này, Skillbook để chống mất mùi tết. Đấy, mình hay gọi ở các season cũ là vậy. Và mắc luôn 20 điểm vào mít và 20 điểm vào mắc luôn. Đấy rồi luôn, mình dư điện mà. Và 10 điểm khi mà quả tấn công mình thì mình có khả năng hồi lại 100% máu, hồi đầy máu luôn nhé. Còn bên này là mình chỉ có hồi lại bao nhiêu 32 máu thôi. Nhưng mà máu mình cần 10.000 lần nên không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng mà mình phải tăng để tránh khả năng chúng ta mua quá nhiều bị máu mắc lên người. Và 20 điểm đúc vào đam và 20 điểm xuyên giáp. Đấy. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu qua cho anh em luôn cái điện thoại là Skill Master Bot. Đối với Master Bot, đây, có một cái là tại sao chúng ta lại tăng vào 5 điểm này, anh em có nhớ không? Chúng ta phải tăng vào 5 điểm ở tiếp sát để chúng ta có thể vượt qua được 40 điểm ở ô là ô bonus, gọi là điểm bonus khi mà chúng ta tăng tất cả điểm skill mà bạn yêu cầu. Đây, ở ô số 2 nha nhé, chúng ta sẽ tăng vào multi shot, tăng vào đam khao, tăng vào ép đam, đam ray, đam vàng. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm 10 điểm để chúng ta tăng được skill của em nó lên. Đây, 10 điểm và mắc hết tất cả các cột, cộng thêm 5 điểm của tiếp sau này. Chúng ta sẽ mở vào 40 star này. Và star này chúng ta sẽ tăng vào agility, chúng ta tăng vào kinh nghiệm, bắt buộc tăng vào 40 máu để khả năng cứu được. Ở đây mình sẽ không tăng những cái tiếp sau, mà tăng thêm đẹp cơ bản hay là muốn đẹp và đi phần đạp nên ta không tăng. Và ở cột dưới là gây đam nên chúng ta tăng thêm hết tất cả các ô này, 40 điểm. Và để cung được 40 ô này thì chúng ta phải tăng vào debuff. Ở đây có hai dạng debuff là độc và chảy máu. Thì khi mà mình đủ đô rồi á, khả năng gây đam của chảy máu nó sẽ tốt hơn là độc nha nhé. Đam nó sẽ đều hơn và chúng ta gây ra một đường đam tốt hơn rất nhiều. Chúng ta tăng vào 40 điểm Indirect Dam, đam tăng thêm anh em, 40 điểm vào AG, 40 điểm vào skill đam và 40 điểm vào đam win. Và đây là kết quả, chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ có tầm bao nhiêu đấy? 9.831 attack power thấp nhất và 10.827. Đây là một con số gần như là cao nhất đối với các nhân vật đi theo đam, dòng đam vật lý nhé. Rất là cao. Và tốc đánh của chúng ta là 190-275, vẫn chưa thể mặc được nhé. Thế nhưng mà mình sẽ có thêm 7 skill nữa máy ra. Đây mình đã sử dụng, mình đã sử dụng cặp Erwin hồi AG đó rồi này, các bạn skip. Cặp Erwin em như là khá là ngon luôn rồi. Và đối với bảng Master như vậy, cũng như Master 4,
là tăng liver đi dài, khả năng thanh quản của em nó như nào. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với tờ mã 1050 nhé. Đây, 1050, à, ta đọc. Đây, vừa đưa em nó để mã ta đọc 1050. Ôi dồi ôi, của máu của em. Mà bao nhiêu đây, để có mình tấn 7.6 và lên đây là máu như thế này thôi nha. Rồi và skin tip shop thì nếu như mà tốt nhất là anh em sẽ phải để đánh 6 và sử dụng là New Glory và tắt số hay là nào như vậy được, thì chúng ta sẽ có tắt thông tin thôi khi mà em nó sẽ chạy đến gần quái và cây đam được tiếp theo. Đây, nghe thấy không? Như vậy thì sẽ giảm khả năng cây quái trên người chơi của em nó đi, chúng ta sẽ phải đi chạy lại rất là nhiều lần. Nghe thấy không? Phải đi chạy lại rất là nhiều lần. Nhưng mà để chưa được một mục tiêu mà được sạc được á, phải nhân vật em bắn rất là đau. Quay trở lại chúng ta sẽ không thể dùng gì đó nữa. Quay lại để anh tiếp. Và đâu. Ok. Và cho mình gặp mạnh cho sao. Để đam lê đa cao nhất là bao nhiêu đây. Vừa nãy mình tỏ thể thân thân 200 đam mà thôi. Và đã thấp được lấy cái thân thân 206. 206 đam. Không có như quả nổi bật. Không cần muốn chi nào. Do hồi nãy mình để cho em nó đang lên tung lại quái ở ba giống á, là nó 310 đam và ổn định đây nha bạn, ổn định hơn ở video rất là nhiều. Tại sao lại có lên KDA đây không mắc bao nhiêu dần lại lên mình định là chỉ dần lại đâu, tại vì đổi với chiếc tiktok của multishot để như mà em tăng được nhân quả của mục tiêu luôn bám vào một mục tiêu cực kỳ mạnh mẽ đấy nhá, để đứng sau tiêu dịch mà thôi. Đấy, 310 cả đam nhân 3 luôn nè, khá là tốt. Đam mình dành ra bao nhiêu? 1.3 3 vật lý, khá là ổn định. Đây, mình lên phải dựa thêm một cái lên để là 0.5 nhé. Sau vậy nhân vật BM mình yêu lên là 0.5 thì thêm một BM bằng BM ở mạc cao dông. Tại vì mạc cao dông là mình cho nó cái này phải là cái những công áp nó không có cố định một chỗ mà nó không mình không thể định phát triển để bạn được đây như vậy. Đó, là quái thì rất là nhanh vì nhóm đám rất là lớn. Ok, gần như là 3 phút rồi. Gần như là lần cá đại học thì 5.1 nha. Một shot. Bây giờ chúng ta sẽ lên một cái mặt cao hơn đi. Mặt lên cái đỏ. Ok, bây giờ đưa em nhỏ để mặt bầu trời đỏ. Rồi mặt bầu trời đỏ thì khi mà quái support của quái nó cùng lại một chỗ và khả năng gây đam bỏ nên vật ép của mình sẽ tốt hơn rất là nhiều để chỉ như là multi shot. Đây anh em có thể thấy được quái khá là nhanh bởi vì vào mà đường đam trên được đây là 0.5 hoặc 1.5 hoặc 1.6 rồi đó với cá dông là 1.3 nó mới chứ quái để cá dông là nó cũng hơn nữa nhé. Họ là giải thích chỉ cho tại sao là lên đam đây quái đây nó cùng là một chỗ bởi vì multi shot rất là nhanh. Chúng ta sẽ để ý xem đường đam cao nhất ở trên này là bao nhiêu. Ta sẽ cùng phải xem bao nhiêu người qua. Chúng ta vẫn sẽ phải mất máu nữa. Đây 310, không thay đổi. Bao xuyên giảm, đa là 310. 310 cả đam. Xem như là ổn định với đam lên dây làm thủ pháp. So với chiếc ta thì em nó thấy tốt hơn đây nhé. Bây giờ mình sử dụng skill là multi shot thì khả năng quả dự tên 1 giây của em đó là tốt hơn rất nhiều so với DK. DK mình nhớ là bao nhiêu nhỉ? 0.4 hay là 0.5 gì đấy. Nhưng mà đây bao nhiêu? 0.55 đi nhé. Rất là ngon. 1.5 rồi, vẫn là 0.55. Khám phá nhất chỉ cần 30k là thế. Như vậy là quá tốt rồi. Đấy, nghe thấy không? Tạp xoài em đang bắn trước liền. Như vậy là bởi cái chiêu này có bất ngờ so với cái chiêu trước như là chiếc sắp đi nhé. Khá là ngon, 300 mê cả khá nhất, chiếc sắp có chỗ nào lớn hơn. Chúng ta vẫn sẽ phải ăn máu để tập hợp mình, nhưng mà ăn khá là ít. Sau đó chiếc sắp thì chúng ta sẽ phải đứng lúc thường cho các bạn. Nhưng mà đối với một chiếc sắp thì
bị ngay giờ tăng quái thôi, đang bị nhân quái và tăng thì đang tốt. Và nhớ lưu ý, nếu như mà khi mà anh em thấy một server nào đó mà quái nó cùng một số như ai á, thì anh em có thể lấy tăng quái hoặc là thử dụng skill như là skill Clovery. Đây là auto giúp ta chuyển lại những nhân quái của nó. Thì khi ta được nhân quái thì mình pháp thì ta sẽ tăng hiệu quả 0.53 đổi với 3 nhé, 3-4 lần được không? Rồi, chúng ta sẽ đến mặt cuối cùng. A new example. Đến thời 1250. Ok, nhưng vừa đưa lên vật F của mình nên để làm cao nhất mình học đến thời. Đây, chúng ta hãy xem phải nó bị tên cảnh ở mặt cao nhất thế nào. Trời ơi, mất máu rất là nhiều nha nhé. Đây, cái máu này, 101 đi. Kalia là bao nhiêu? 1.8. Bây giờ có sự biến kèm chút ít cho nha. Ở mặt cao nhất, thì quái nó sẽ sâu hơn rất nhiều. Máu quái cũng khá là cao. 308 đám cao nhất. Nhưng Kalia đang còn bị nữa. 3. Đây. Ngon, 0.41 đang lên dần rồi nha bạn. 0.47, 0.5. Mình sẽ phải đợi một thời gian nữa. Mình sẽ lượng phải những cái mực ngay cũng như là lượng đám. Thì ta lại được bao nhiêu? Ui, hiện bảo quả, còn chỉ như 2 đi nữa. Lượng 30 đa la, 1.3. So với map trong tay đỏ thì lượng đám nó thấp rất là nhiều. Còn sau đó là lượng KDA bị giảm. Chúng ta lên quả dự thêm một game của mình bao nhiêu cũng mạnh. So với nhân vật BM thì xem nhau sẽ ổn định hơn. Và so với Wool thì là không thể. Wool nhân vật mình biểu là 1.3 đam. Và liền cả đá dự ở đây lên một game 8 lần đôi so với em. Thì anh em có thể thấy được nhân vật Wool Rooster để được ta hát thì là khả năng bút đam của web game nó kinh khủng thế nào. Bởi vì các nhân vật mở thì xem hơn là phải hát biến lỗi. Không lỗi thì các game nó sẽ bút quá tay, làm game nó quá mạnh. Đây, bây giờ thì đã là cái nó ổn định lại nha, không bị chết nữa, nhưng mà cái máu rất là lớn. Nay thì phải đi về một team, phụ đan cho team thì được. Có những lúc chân tuyệt đấy nha mọi. Nhưng mà cũng không, so với cái TikTok thì cái máu vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhưng cái máu sẽ gây đam tốt hơn rất nhiều so với TikTok. Đi rồi cũng bảo vệ 82, 81 thì gần chết luôn. Bao nhiêu đây, gần 3 phút rồi. 0.45, bao nhiêu là ổn định nhé. Để quả dựa thêm một tên đặt 0.18 và chúng ta sẽ phải sử dụng khá là nhiều. Và nếu như điều ép theo đường này chúng ta sẽ phải có team đi kèm tiếp tạo thêm một nhân vật nữa để có thể kê ổn định mà mặt rất là mặt điện hơn. Thì có thể nói là ở map bài Elito là bài có 5 chương trình rất là lớn và khả năng sâu mô và quả dựa rất là chính thường như thế. Như vậy qua cái video vừa rồi thì mình đã cho anh em thấy được khả năng đi trên với skill multi shot là lớn hơn và tốt hơn rất là nhiều so với skill tip shot mình đã build trước đây. Và trong quá trình build thì mình có thay đổi một số điểm và hy vọng là video này có thể giúp ích cho anh em nhận biết được thì skill nào là sẽ phù hợp với anh em khi mà đi trên quái. Các chắn là multi shot phải không nhé. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like để động lực làm các video theo như là đăng ký kênh và nhấn vào ô chuông bên cạnh để đừng quên bỏ lỡ các cái video mà mình sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Và cũng mong rằng anh em có thể comment cho mình ý kiến của anh em về video này và mong muốn của anh em khi mà chúng ta muốn build một nhân vật như thế nào để lại comment nhé, mình sẽ cố gắng thêm thời gian và build cho anh em. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.